Làng Bách Cốc chỉ cách thành phố Nam Định khoảng 7 km về phía Tây, cách huyện Vụ Bản chừng 4 km về phía Đông. Làng xưa thuộc Tổng Trình Xuyên, huyện Thuyên Bản, Phổ Nghĩa Hưng, nay thuộc xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Làng Bách Cốc chỉ cách thành phố Nam Định khoảng 7 km về phía Tây, cách huyện Vụ Bản chừng 4 km về phía Đông. Làng xưa thuộc Tổng Trình Xuyên, huyện Thiên Bản, Phổ Nghĩa Hưng, nay thuộc xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Theo thần phả còn lưu giữ tại địa phương, vào thời Vua Hùng Vương có 12 vị tổ xuôi thuyền theo dòng sông Hồng từ Bạch Hạc về cửa biển Côi Sơn, khai khẩn giải bãi hoang sơ bên dòng sông Cốc, lập nên làng Bách Cốc, sau đổi tên thành Bách Cốc. Phù sa đã bồi tụ nơi đây trở thành một mảnh đất màu mỡ, đúng như tên gọi Bách Cốc, là điểm đến hấp dẫn với nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, mà nổi bật trong đó là công trình nghiên cứu suốt hơn 20 năm qua của các nhà khoa học Nhật Bản. Với kết quả cho thấy, nơi đây đã có dấu vết hoạt động của con người ở thế kỷ 3, thế kỷ 4. Đặc biệt vào thời Trần, sự cư trú ổn định hơn. Đó là những phát hiện nghiên cứu, kết luận hết sức quan trọng về làng cổ Bách Cốc, cái nôi lúa nước từ thời Hùng Vương nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng. Trong quá trình nghiên cứu nông thôn nông nghiệp Việt Nam, vùng đồng bằng sông Hồng có một vị trí hết sức quan trọng về mặt lịch sử văn hóa. Đây là cái nôi của nền văn hóa Việt Nam, mà nó lưu giữ một cái khối lượng di sản văn hóa rất là phong phú, rất là đa dạng. Những di sản văn hóa này có thể tiêu biểu cho bản sắc của văn hóa Việt Nam. Về mặt kinh tế, đây là một vùng kinh tế trước mắt cũng như tương lai đầy hứa hẹn và năng động. Xuất phát từ cái vị trí như thế, cho nên năm 1993 thì một cái dự án hợp tác khoa học giữa cái trung tâm nghiên cứu về làng xã Việt Nam của Nhật Bản, các trường đại học Nhật Bản và cái trung tâm nghiên cứu này do giáo sư Sakurai làm trưởng đoàn, cùng với lại Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển do giáo sư Phan Huy Lê làm trưởng đoàn được ký kết hợp tác nghiên cứu. Bắt đầu năm 1994 thì dự án bắt đầu được triển khai và chọn làng Bách Cốc của xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản để nghiên cứu. Trước khi mà chọn Bách Cốc thì các nhà nghiên cứu đã khảo sát rồi, bởi thấy ở đây một cái làng có thể nói là về mặt lịch sử văn hóa có cái cấu trúc của một cái làng quê truyền thống của Việt Nam, vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chúng ta thấy là có rất nhiều các cái nhà thờ dòng họ, có đầy đủ các cái thiết chế, đình, đền, chùa, có chợ, quê, có rất nhiều lăng tẩm của các vị quan ở đây. Thì có thể nói đây nó chứa đựng rất nhiều. Và ở đây lại có một cái khối tài liệu về văn bia, hán nôm, các cái gia phả của dòng họ rất nhiều. Cho nên có thể nói rằng là người ta chọn Bách Cốc là một cái địa điểm trước hết về mặt lịch sử văn hóa. Nó đã hội tụ rất nhiều các cái văn hóa của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Hay nói cách khác là nó thể hiện rất rõ cái bản sắc của văn hóa Việt Nam. Về mặt kinh tế thì làng Bách Cốc cũng là có hợp tác xã Thành Lợi. Đây là một cái hợp tác xã mà có nhiều các cái điểm mới, có nhiều điểm đặc sắc trong vấn đề phát triển kinh tế hợp tác xã của Việt Nam. Tôi cũng muốn nói một cái bài thơ của giáo sư Sakurai. Ông thì mất rồi, và trong quá trình nghiên cứu thì các cái địa danh ở đây cũng gây cho ông một cái tình cảm hết sức là quý mến. Ông có làm mấy câu thơ thế này: Dương Lai chiếu đạo nhân, Bách Cốc hỷ nông dân, Phú Cốc thời phong nậm, Thành Lợi sáng kiệt nhân. Nằm trên vùng đất có lịch sử hình thành phát triển hàng ngàn năm, đất Thiên Bản xưa, Vụ Bản nay. Tại làng cổ Bách Cốc còn lưu giữ một nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc với nhiều tín ngưỡng dân gian và các phong tục tập quán tốt đẹp. Đó là dày đặc các thiết chế văn hóa cổ truyền làng xã Việt Nam, đền chùa, miếu phủ cổ kính cùng hệ thống văn bia đủ loại, nhiều lăng mộ xây dựng lâu đời và bao công trình điêu khắc, kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao. Trong đó có từ đường và lăng mộ quan tuần phủ Vũ Thiện Đễ, một nhà khoa bảng lỗi lạc, một vị quan thanh liêm, một nhà thơ bác học lịch sử, một nhà giáo mẫu mực và một thầy thuốc ưu tú
đã làm rạng danh cho quê hương Bách Cốc nói riêng và huyện Phụ Bản nói chung. Theo các tài liệu nghiên cứu và hồi tưởng của con cháu Vỗ tộc được biết rằng, trong giai đoạn giữ chức tổng đốc và đến khi cáo quan, cụ Vũ Thiện Đễ cho xây dựng tại quê hương ba từ đường cho ba chi họ Vũ. Tuy nhiên, từ đường chi cả và từ đường chi ba đã không được con cháu gìn giữ. Hiện nay chỉ còn duy nhất từ đường do tuần phủ Vũ Thiện Đễ xây dựng trên nền móng nhà cũ để thờ tổ tiên, cha mẹ. Từ đường được xây dựng và hoàn thành vào năm Duy Tân 2, 1908, tức là thời gian ông đang giữ chức tuần phủ Hàn Nam, Ninh Bình. Tại từ đường hiện còn lưu giữ được nhiều di vật, cổ vật có giá trị lịch sử như hệ thống ngai đá, bát hương đá, voi đá, hoành phi, câu đối, đài thờ. Đó là những di vật, hiện vật gốc gắn liền trực tiếp với quá trình xây dựng từ đường có niên đại đầu thế kỷ 20. Trong những hiện vật đá đó, đặc biệt chú ý là tấm bia Vũ tộc từ đường Bi Ký được soạn khắc năm Duy Tân thứ tư 1910, có nội dung ghi chép mục đích ý nghĩa việc xây dựng từ đường, việc thờ phụng tại từ đường. Chồng tôi thì là cháu nội mà trực hệ của cụ Vũ Thiện Đễ, mà tôi là con là tức là cháu dâu của cụ Vũ Thiện Đễ. Từ đường đã bắt đầu cụ làm từ năm 1908 đến năm 1911 thì hoàn thành. Cứ hàng năm thì như vậy là chúng tôi có tổ chức là một là cái lễ mà nhất thì là 18 tháng 3 là ngày dỗ cụ Nhật Triều dỗ tổ. Thì là chúng tôi cũng có mời tất cả các cái họ hàng con cháu nội ngoại về dự. Thế và những cái ngày dỗ cụ bà thì là cũng tập trung về đây. Cái ngày dỗ mà được sum họp được tất cả những họ hàng con cháu cả nội cả ngoại về đây thì chúng tôi cũng phấn khởi vui vẻ, mà tức là cũng là dỗ để nhớ cái ngày để đến về con cháu về thắp hương cho các cụ để tưởng nhớ các cái công ơn của các cụ. Được biết dòng họ Vũ vốn xưa ở vùng Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, trải qua nhiều thăng trầm biến cố đến khoảng niên hiệu Cảnh Hưng 1740-1786 về đất Bách Cốc, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản ngày nay, khởi nghiệp làm nghề nông, rồi nghề thuốc. Các đời con cháu kế tục lập nghiệp tại đất này. Không chỉ có truyền thống hiếu học, chữa bệnh cứu người, tích công, tích đức, con cháu Vũ tộc luôn được nuôi dạy, rèn giũa để có được chí khí hào hùng, cương trực, giữ vững khí tiết của người quân tử. Tiêu biểu như tấm gương của cụ Vũ Bá Đức, tự là Thiện Bản, thân phụ của quan tuần phủ Vũ Thiện Đễ. Cụ vốn thông minh, cương nghị, bỏ văn theo võ, trải qua các chức đội tám vệ trung thủy, thủy quân Nam Định, rồi đội trưởng, được tặng hiệu trung kỵ úy tinh binh chánh đội trưởng. Năm 1876, trong một trận chiến đấu với giặc, Tạ Văn Phụng tại Cát Bà, tỉnh Quảng Ninh, cụ Vũ Bá Đức và 225 tướng sĩ anh dũng chiến đấu và tuẫn tiết hy sinh. Cụ Vũ Bá Đức được triều đình tặng phong làm phụng nghị đại phu Hàn Lâm Viện Thị Độc. Sau khi mất, con cháu lập đàn chiêu hồn và xây mộ gió tại khu Văn Chỉ, Võ Chỉ ở quê nhà, làng Bách Cốc. Tuần phủ Vũ Thiện Đễ là con trai thứ ba của cụ Vũ Bá Đức. Khoa thi năm Tân Mão, niên hiệu Thành Thái 1891, ông Vũ Thiện Đễ thi đỗ cử nhân. Năm sau Nhâm Thìn 1892, đỗ phó bảng. Sau đó ông được triều đình bổ nhiệm giữ các chức chi huyện Thanh Hà, rồi binh bộ tham chi, tuần phủ Ninh Bình, Hà Nam. Khi làm quan, Vũ Thiện Đễ luôn tâm niệm lấy dân làm gốc. Quan tuần phủ Vũ Thiện Đễ là tấm gương sáng về tinh thần trung hiếu nhân toàn, là niềm tự hào của dòng họ, quê hương và đất nước.
ông được vua Duy Tân ra phong chức Tổng đốc binh bộ thị lang và điều hộ đại phu. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu và thống kê, thì số lượng thơ văn của Tuần Phủ Vũ Tiện Đễ khoảng 200 bài. Trong đó có tập Thuận Trai Thi Tập với hơn 100 bài. Ngoài ra, ông còn viết sách, làm thuốc và các loại sách khác. Ông mất ngày 7 tháng 4 năm Bính Thìn 1916, hưởng thọ 63 tuổi. Được triều đình ra phong làm Linh Ứng Phúc Thần, được con cháu an táng trên phần đất của gia đình, cách từ đường khoảng 20 mét về phía đông, đồng thời xây dựng thành khu lăng mộ để thuận tiện cho con cháu chăm sóc khói hương. Đằng sau từ đường Vũ Tộc và lăng mộ Tuần Phủ Vũ Thiện Đễ là lăng mộ phu nhân Tuần Phủ Vũ Thiện Đễ, bà Nguyễn Thị Ngọt. Ba công trình nằm trong một thể thống nhất, có quan hệ gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhau. Từ đường và lăng mộ là nơi thờ tự, hội tụ linh khí, là nơi linh thiêng để con cháu thờ phụng và tri ân tổ tiên, là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện truyền thống và đạo lý của dân tộc. Thông qua các giá trị kiến trúc, bài trí thờ tự và các nghi lễ tại từ đường và lăng mộ giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng, mỹ thuật, nghề thủ công truyền thống, phong tục tập quán của dân tộc ta thời kỳ cận hiện đại cũng như sự phát triển văn hóa dòng họ, một mảng văn hóa quan trọng của làng xã Việt Nam. Chúng ta đang đứng ở cái vị trí lăng của cụ Tuần Phủ Vũ Thiện Đễ. Ông là Tuần Phủ của tỉnh Hà Nam, của tỉnh Ninh Bình vào cuối thời Nguyễn, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Tại khu vực lăng mộ của cụ Tuần Phủ Vũ Thiện Đễ thì còn bảo lưu được rất nhiều các cái kiến trúc, các cái di vật. Trong đó ví dụ như tượng người, tượng voi, tượng ngựa và bên cạnh đó là một từ đường của cụ Vũ Thiện Đễ đang lưu giữ rất nhiều các cái giá trị lịch sử văn hóa, đặc biệt là những thông tin của dòng họ. Thì có thể nói lăng mộ và từ đường của Tuần Phủ Vũ Thiện Đễ là một cái di sản văn hóa mà chúng ta cần nghiên cứu để đưa ra cái phương án giúp cho cái việc bảo tồn và phát huy giá trị không chỉ của dòng họ mà đây chính là những di sản văn hóa của dân tộc. Trong quá trình khảo sát khu lăng mộ cụ Vũ Bá Đức tại phía sau trường tiểu học Trần Lâm, đoàn nghiên cứu phát hiện được hai bia đá. Trong đó có bia đá Hương Cái Am Bi, nghĩa là bia am hương cái, là tấm bia thời Mạc còn tương đối nguyên vẹn, gắn liền với việc trùng tu am hương cái. Qua đó giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu hệ thống các di tích, cũng như phong tục, tập quán, tín ngưỡng của nhân dân địa phương vào thế kỷ thứ 16. Tấm bia mộ còn lại có niên đại cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Những phát hiện này càng góp phần khẳng định trầm tích di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vẫn còn rất dày đặc, phong phú tại làng cổ Bách Cốc nói riêng và mảnh đất Thành Lợi nói chung. Nhắc nhở con em Bách Cốc Thành Lợi, dù ở tại quê hương hay lập nghiệp ở các vùng đất khác, luôn phải đoàn kết, gắn bó, quyết tâm giữ gìn, kế thừa và phát huy cho trọn vẹn văn hóa truyền thống cha ông trên một vùng đất cổ. Để dòng chảy văn hóa Việt trong mọi giao lưu, tiếp biến và hội nhập vẫn giữ được bản sắc, sự trong sáng và thuần hậu, là mạch ngầm bền bỉ và mát lành, nuôi dưỡng tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt khắp muôn phương.